Hello, chào mọi người đang xem video. Tôi là Tuấn Phong Thủy. Và trong những ngày qua thì tôi có nhận được một số câu hỏi, có hỏi rằng là tại sao ấy thì em lại thấy cái người này sử dụng cái trường phái phong thủy này? Tại sao ví dụ như là em thấy có thầy sử dụng là trường phái phong thủy về hướng nhà này, về đông tứ trạch này, về tây tứ trạch này, và tại sao em lại thấy có thầy phong thủy lại kể những cái hình ô vuông này, chia căn nhà thành 9 ô vuông và trong đó chứa các con số, thì rốt cuộc là phong thủy là sử dụng theo những cái trường phái như thế nào thì em chưa hiểu. Thì đây cũng là một trong những cái thắc mắc, đây là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều người quan tâm. Trong phong thủy thì có rất là nhiều những cái trường phái khác nhau. Cái trường phái mà bạn hỏi về đông tứ trạch và tây tứ trạch đó là trường phái gọi là trường phái phong thủy bát trạch. Thì trường phái phong thủy bát trạch là một trong những cái trường phái hầu như nhá, nếu như ai mà chưa học sâu về phong thủy thì đa số là đều áp dụng cái trường phái phong thủy này. Bởi đây cũng được coi là một trong những cái trường phái phong thủy rất là lâu năm, tồn tại rất là lâu năm. Có nghĩa là sẽ sử dụng nhiều về hướng nhà này, về tuổi năm sinh của chủ nhà này, và từ đó sẽ tính được cát hung của căn nhà, đúng không ạ? Và một cái trường phái phong thủy, nếu như bạn nào nghiên cứu sâu về phong thủy hơn thì sẽ đến một trường phái cao cấp hơn, được gọi là trường phái phong thủy gọi là huyền không phi tinh. Trường phái phong thủy huyền không phi tinh là tính cái khí, tức là tính cái vận của nhà đó. Tôi lấy ví dụ như là dựa trên cái sự ảnh hưởng của các cái chòm sao, 9 ngôi sao trong chòm sao bắt đầu. Đấy, ví dụ như là 9 ngôi sao như là sao số 1 chẳng hạn là nhất bạch thủy, số 2 là nhị hách thổ, số 3 là tam bích mộc, số 4 là tứ lục mộc, số 5 là ngũ hoàng thổ, số 6 là lục bạch kim, số 7 là thất xích kim, số 8 là bát bạch thổ và số 9 là kim thủy hỏa. Thì sẽ sử dụng các cái chòm sao đó xem cái nhà bạn là con đó được cát tinh hay không, hay là hung tinh vào nhà. Tôi lấy ví dụ như là mỗi một ngôi sao ấy, thì nó sẽ, bạn hiểu đơn giản là nó sẽ quả 20 năm, tức là nó sẽ làm vua, một ông vua, một ngôi sao nó từng một ông vua, nó ngự trị là 20 năm. Nhưng hiện nay cái ngôi sao số 8 đang là ngôi sao chủ vận, tức là nó sẽ cai quản từ năm 2004 cho đến năm 2024. Thì hiện nay thì đa số cơ bản nó đã chuyển giao cái quyền lực cho cái ngôi sao số 9. Có nghĩa là mỗi 9 ngôi sao từ sao số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Hiện nay thì là ngôi sao số 8 là vua, nó đang chuyển giao quyền lực cho ngôi sao số 9. Bạn hình dung như là vua đang chuyển giao quyền lực cho thái tử vậy. Như vậy là cái ngôi sao số 9 mà nhà nào đó được cái ngôi sao này được gọi là cát tinh vào nhà ấy, thì sẽ rất là tốt cho cái công việc, cho cái cuộc sống của bạn. Ngoài ra khi mà ngôi sao số 9 ấy, nó lên ngôi ấy, thì ngôi sao số 1 thì cũng được coi là ngôi sao cát tinh đấy. Ví dụ như là tại sao mà có thầy mà họ sử dụng cái thuật phong thủy mà chia cái căn nhà của bạn ấy làm 9 ô thì họ đang sử dụng cái trường phái được gọi là trường phái về huyền không vi tinh. Nhưng ngoài ra thì cao cấp hơn, nếu các bạn học sâu thì các bạn có thể là học rất là nhiều những cái trường phái khác liên quan đến chuyên sâu hơn, ví dụ như là huyền không đại quái này, hoặc là liên thành này, hay hoặc là rất là nhiều những cái bộ môn phong thủy khác. Bởi vì cái bộ môn phong thủy thì bạn có thể hình dung như là ngày xưa bạn hay xem những cái bộ phim ấy về kiếm hiệp, thì trong những cái bộ phim đó có rất là nhiều cái trường phái võ thuật khác nhau. Phong thủy cũng vậy, trong các bộ phim kiếm hiệp thì bạn ngày xưa, đặc biệt là những bộ phim cổ trang võ thuật hay chia làm phái thiếu lâm này, phái nga mi này, phái võ đam này, cái bang này, đúng không ạ? Và rất là nhiều những trường phái khác nhau. Thì mỗi một cái trường phái đó họ lại có một cái bí kíp võ công riêng của họ. Đấy, trong phong thủy cũng vậy, nhưng bạn hình dung như vậy thì nó sẽ rất là dễ hiểu. Mỗi một trường phái trong phong thủy thì đều sử dụng những cái thuật khác nhau, và cái điều quan trọng đó là của một người phong thủy đó là làm thế nào để có thể áp dụng hài hòa các trường phái phong thủy để tạo cho gia chủ một cái bố trí, cái sắp đặt cũng như là những cái biện pháp hóa giải nó phù hợp nhất. Có thể là trong nhiều trường hợp là khi mà chúng ta mới sử dụng trường phong thủy này nó không được, thì chúng ta cần phải xét trong cái trường phái phong thủy khác nó có được hay không. Nếu như nó vẫn chấp nhận được, nó vẫn ok thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng theo cái trường phái phong thủy sau này để làm sao mà bố trí thiết kế một cái căn nhà cho gia chủ nó hài hòa, nó phải đảm bảo cái vị trí, nó phải sử dụng nó tiện lợi, chứ không phải là có rất là nhiều người sử dụng một cách cứng nhắc chỉ theo một cái trường phái, thành ra là có rất là nhiều cái căn nhà bước vào cảm giác nó rất là kỳ cục, mà bạn cảm thấy nó rất là lạ, đúng không ạ? Ví dụ như cái bếp cứ để cho chéo góc chẳng hạn, để mà nấu nướng hay là mọi việc nó không được đảm bảo một cái tính thuận lợi, và chưa kể là đứng như vậy chẳng hạn thì một thời gian thì cái người đứng đấu nó sẽ mắc cái bệnh của cuộc sống. Đây là một trong những trải nghiệm mà tôi đã nghiệm chứng rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Thì thông qua video này tôi muốn chia sẻ với bạn về các trường phái liên quan đến phong thủy
Hy vọng để giúp bạn hiểu hơn về cái bộ môn phong thủy này. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của tôi trong ngày nay. Nếu như bạn cảm thấy video này hay, nhớ like và đăng ký kênh để nhận được video chia sẻ mới nhất về lĩnh vực phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.